Hello, xin được chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Và video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn một cái trick mà chúng ta có thể thấy này. Đó là cái đèn flash của chúng ta nó có cái ánh đèn màu vàng ở đây các bạn nhé. Đấy, các bạn có thể thấy là trên tay của mình này, cái flash ánh đèn màu vàng ở đây. Còn bình thường thì cái ánh đèn này nó chỉ màu trắng các bạn nhé. Đấy, cái ánh đèn nó sẽ màu trắng này. Cái trick này thì cũng có rất là lâu rồi, nhưng mà ở đây thì mình thấy cũng khá là thú vị, cho nên là video này thì mình sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn nhé. Vâng, và để cài đặt được cái này ấy, thì đầu tiên các bạn sẽ vào trong Safari cho mình. Nhưng mà phải là cái máy của các bạn phải là cái máy jailbreak các bạn nhé. Còn các bạn mà chưa jailbreak thì không làm được đâu. Đầu tiên thì các bạn sẽ vào trong Google này và các bạn tìm cho mình Pum Smart Repo như mình. Sau đó các bạn sẽ thấy là có một cái địa chỉ đó là pumsmart.github.io repo đây, và các bạn kích vào. Đấy, xong đó các bạn sẽ add sure to CDA và các bạn chọn mở trong CDA. Đấy, và chúng ta chọn continue thì nó sẽ tự động nó thêm nguồn vào trong CDA thôi, hoặc là các bạn có thể vào mục các nguồn này. Các bạn vào trong CDA này, vào mục các nguồn, các bạn sẽ chọn edit, các bạn chọn add và các bạn thêm cho mình cái địa chỉ giống như mình nhé. Đấy, pumsmart.github.io gạch chéo repo và các bạn chọn thêm nguồn. Sau khi thêm nguồn xong, các bạn sẽ quay lại CDA này. Quay lại CDA và các bạn sang mục tìm kiếm nhé. Các bạn sẽ nhập vào cái mục tìm kiếm là cái trick đó là Amber. Đây, Amber vàng vàng đây các bạn này. Đấy, ở đây thì mình đã cài đặt rồi. Phiên bản hiện nay là 0.0.3.4. Ở đây thì bạn nào jailbreak được máy rồi các bạn cứ cài vào thử nhé. Còn ở đây mình đang dùng 6S thì cài iOS 13.3 thì cài rất là ok. Và đây thì các bạn sẽ chọn mục cài đặt Install nhé. Mình cài rồi cho nên là mình sẽ cài lại cho các bạn xem. Đấy, sau đó chúng ta sẽ chọn Restring Bus. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ thử bật cái flash lên nào. Đó, các bạn thấy không ạ? Cái ánh đèn của mình nó đã có màu vàng như thế này. Đó, cái tay của mình nó toàn màu vàng các bạn này. Có một cái cách nữa các bạn có thể bật tắt nhanh cái chế độ nó bằng cái cách như sau này. Đầu tiên thì các bạn vào trong cái mục cài đặt của chúng ta ấy, các bạn sẽ thấy là có mục Amber ở đây này. Đấy, và đầu tiên thì nó sẽ bật lên như này rồi, chắc chắn là nó sẽ bật lên. Đấy, và các bạn quay lên cái mục Control Center trung tâm điều khiển, và các bạn có thể vào cái mục là tùy chỉnh điều khiển này. Sau đó các bạn sẽ thấy có một mục ở dưới này, đó là Amber, thì các bạn chọn Amber thì Amber nó sẽ nằm ở đây. Và khi này các bạn vuốt bên dưới lên ấy thì sẽ thấy là cái Amber ở đây nó đang bật này. Và nếu như mình tắt cái Amber này đi thì cái ánh đèn của mình nó sẽ chỉ có màu trắng thôi. Mình sẽ bật flash lên này. Đấy, thì các bạn có thể thấy là cái này hiện nay nó chỉ có màu trắng thôi các bạn nhé. Còn bây giờ mình sẽ tắt flash này và mình bật cái Amber lên. Đấy, cái Amber nó đã hiện cái màu vàng. Và bây giờ mình bật flash lên này. Đấy, thì cái đèn của mình nó sẽ là đèn màu vàng. Đấy, ánh đèn màu vàng rất là đẹp đúng không ạ? Cái này thì cài vào để nghịch, khoe với bạn bè cho vui thôi. Kiểu là mình thách đố phải không? Mình thách các bạn có thể cài được cái flash màu vàng đỏ đỏ như thế này. Trông rất là ngầu đúng không các bạn? Đấy, như vậy là video hôm nay thì mình đã hướng dẫn cho tất cả các bạn cái cách chúng ta cài cái đèn flash mà có cái màu hình đỏ đỏ như thế này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo nhé.